nhiều hộ cá thể sẵn sàng nhường cơm sẻ áo trong lúc dịch bệnh. Thứ hai, đoàn kết. Bị mất đoàn kết là tự mình làm yếu, nếu mình cần hợp tác với nhau. Thứ ba, không nản chí, vì nản chí là tự mình bỏ cuộc. Tôi xin nói, môi trường kinh doanh của chúng ta dù cũng có những khó khăn và thách thức, do đó đừng cầu không có khó khăn, đừng mong dễ dàng, vì dễ dàng thì đã không đến lượt chúng ta. Thứ tư,